Thưa quý vị, với diễn biến phức tạp của COVID-19, địa phương nào cũng có thể đứng trước nguy cơ trở thành tâm dịch. Dự lường được khó khăn này, một số doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai mô hình 3 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Điều đáng nói là tùy theo đặc thù của mình, doanh nghiệp Đà Nẵng không chỉ chủ động mà còn rất sáng tạo trong triển khai mô hình. Đây là nơi ở giải chiến của cán bộ công nhân viên nhà máy Tăng Long, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và thương mại Á Châu Đà Nẵng. Tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng, sẵn sàng cho việc lưu trú dài ngày của người lao động. Nếu chẳng may trong nhà máy có trường hợp mắc COVID-19, buộc đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Những trường hợp F2, F3 thay vì cách ly tại nhà thì sẽ được sắp xếp ở lại công ty làm việc theo tinh thần nội bất xuất, ngoại bất nhập. Công ty hiện nay là có hơn 300 công nhân viên. Thì hiện nay đang cố gắng sắp xếp khoảng gần 70% công nhân ở lại thì sẽ bảo đảm được 80-90% cái năng lực của công ty. Còn cái số còn lại như những gia đình khó khăn, con thơ, rồi mẹ, cha già yếu thì cũng công ty cũng phải để cho người ta lo việc gia đình. Thì hiện nay công ty đang lo được khoảng 200 chỗ ở với điều kiện tốt cho cán bộ nhân viên. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì, để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp này tận dụng bao bì có sẵn kết hợp với một số nguyên liệu khác để đóng thành những chiếc giường dạ chiến. Doanh nghiệp chỉ bỏ tiền mua sắm chăn chiếu, mùng mền và các vật dụng thiết yếu khác. Tại căng tin cũng vậy, công ty đã dùng bao bì cạc tông để làm vách ngăn tạm thời giúp cho người lao động tránh tiếp xúc khi ăn. Để thực hiện được phương án này, bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho người lao động. Công ty chúng tôi đã tổ chức những cái gặp mặt trao đổi. Đầu tiên phải nói cho cán bộ nhân viên hiểu rằng cái tình hình dịch bệnh nó sẽ phát triển theo cái hướng không đoán được. Và cũng nói luôn các bộ nhân viên lúc mà đó thì chính là cái nhà máy là an toàn nhất. Bởi vì toàn bộ cán bộ nhân viên nhà máy sẽ được là xét nghiệm với cái tần suất dày để bảo đảm là những người ở nhà máy là những an toàn nhất. Và nhà máy có công việc để anh em mình làm để có thu nhập ổn định trong mùa dịch. Và như vậy thì anh em rất là mừng. Mỗi ngày, nhà máy Tăng Long có từ 20 đến 40 chuyến hàng. Tất cả các phương tiện ra vào công ty đều tuân thủ nghiêm việc sát khuẩn và khai báo y tế. Đây cũng là vấn đề đang được Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ tổng hợp, khu công nghệ thông tin tập trung là lập các cái chốt kiểm soát khi ra vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp do các công ty này quản lý nhằm hỗ trợ cho các lái xe. Nếu như trường hợp mà lái xe này đến từ vùng dịch thì phải đảm bảo được cái yêu cầu của thành phố trong cái việc mà phòng chống dịch khi vào doanh nghiệp. Và đặc biệt chúng tôi là lưu ý đến cái trách nhiệm của cái doanh nghiệp mà phải quản lý chính những cái lái xe này. Tại vì những cái lái xe này thì doanh nghiệp sẽ nắm được họ đi từ vùng nào đến để quản lý. Mô hình 3 tại chỗ gồm ăn, ở và làm việc ngay tại nhà máy. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, trong các kịch bản ứng phó tình huống có trường hợp mắc COVID-19, trong khu công nghiệp không thể thiếu mô hình 3 tại chỗ. Đây được coi là biện pháp tối ưu để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì sản xuất, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất. Mô hình 3 tại chỗ là một cách làm hay, cần được nhân rộng để thực hiện tốt mục tiêu kép của chính phủ đề ra.